biết uống lắm rồi cả bây giờ. Lúc đầu nó còn đầu thì quay cho này đi. Nhưng mà khi vào cân càn rồi nó cũng chả thế nào đi. Có 71 này okay. Đá lên nhìn nào không? Ở con này uống được nhiều đấy. Con nhỏ ấy càng uống được nhiều. Con nhỏ nó chắc khôn lắm, nó rất khó khôn ăn với con. Nắng lên nó chắc thả ra đấy. Được rồi, được rồi, uống thế thôi, uống no hết khi nào mày. Thế này vào đây. Tao cho mày ăn. Mày gọi trong giỏi là mày biết đến lúc mày ăn cơm rồi. Nào. Nào mồm mày ướt hết rồi. Rồi mày nôn ra hết rồi, no quá rồi, được rồi được rồi được rồi. Từ thôi căng hết bụng rồi đây này, tròn hết rồi. Còn một con trắng nữa đâu nhỉ? Con kia, con kia. Con này chưa được ăn à? Chưa. Thanh niên này vào đây. Thanh niên lập ú này. Từ từ. Mày uống từ từ thôi, có đi đâu đâu mà. Phải treo đây làm gì. Lột cổ ra. Đi vào đây. Đứng ở im ở đấy. Xong người ta cho này. Uống no phật hết ra rồi đây. Đồ ăn thao này lộn cổ ra ngoài hết. Này này đây này. Cả trèo lên đi. Được rồi, mày căng bụng lắm rồi, no lắm rồi. Con đen này về đây. Tao cho mày ăn.
Này này này. Đây, 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 đây. Liếm sạch mồm đi. Hết rồi bây giờ. Nhỏ. Rớt ra ngoài bây giờ. Con này đi vào trong. Đấy đấy này. Này cho mày uống tạm một tí nữa này. Rồi cho con này uống một tí này. Bê cơm à. Nôn rồi, nôn rồi. Mà uống ít thôi, mày uống no lắm rồi. Này này. Bú mạnh quá luôn hết rồi. Thanh niên nào chưa được ăn? Thanh niên này vào đây. Rồi, mày uống cả nôn hết rồi.
Này, một tí nữa nhỉ. Cắm đúng mồm vào. Đây. Mày cắp nước mua vào thế nào đấy. Thế rồi mày, tao thấy mẹ no lắm rồi, căng hết bụng rồi. Thanh niên nào trong này? Thanh niên này vừa ăn rồi. À, thanh niên này không? Về đây nào, anh cho mày ăn này. Này cho mày một tí nhá. Được rồi. Mày đi ra ngoài. Thằng này uống nam đấy. Kêu suốt đấy. Thanh niên này ăn không? Chống lên đây. Bình tĩnh. Được, mình phải hỏi cho chắc này. Thằng niên đen này về đây. Bọn nó mút ướt hết cái tay mày rồi. Mút cả cái tay này, con này ướt hết luôn. Con này uống nhắm hết cả mắt lại, không nhìn thấy mắt luôn. Rồi rồi rồi. Mày uống sắp sặc rau rồi này, căng bụng hết rồi. Còn thanh niên nào? Thanh niên này đòi ăn đúng không?
Đứng yên đây. Rồi, mày uống từ từ thôi, nôn hết ra bây giờ. Con kia đi vào kia làm gì không biết? Chỗ ướt kìa. Hết rồi. Rồi, ăn hồi đi ngủ đi.